Chào mừng quý cô chú anh chị em đã quay lại xem kênh YouTube Nhà Đất Vũ Nguyễn. Thì hôm nay xin giới thiệu với quý cô chú anh chị em mình hai căn nhà cấp 4. Diện tích là... Thì ở đây là đang là hẻm khu vực 4, phường An Thới, hẻm 2, đường Phạm Hữu Lầu. Đây là con hẻm của mình ha. Hẻm rất rộng, ô tô vô thoải mái luôn. Đây ô tô độc nhất cho ha. Thì đây vô trong vị trí nhà, đầu hẻm vô vị trí nhà thì tầm khoảng 200m là chúng ta sẽ tới nhà ha. Thì mời quý cô chú anh chị em mình đi vô tham quan căn nhà. Diện tích căn nhà này, diện tích là bề ngang 7, bề dài 15, tổng diện tích là 105m, pháp lý là thổ cư. Thì có hai căn nhà cấp 4 đang cất sẵn thì đang cho thuê ha. Thì đây để đi vô quay cho quý cô chú anh chị mình xem căn nhà. Thì đây là con đường đi vô, từ đầu hẻm đi vô ha. Thì đi cuối con lộ nhựa này rẽ trái chúng ta là tới căn nhà của hai căn nhà của chúng ta ha. Thì để mời quý cô chú anh chị em mình vô tham khảo trong căn nhà. Đây hai xe đậu rộng rãi luôn ha. Vòng vòng đây khu vực rất là đông đúc. Đây, để quay vòng vòng khu vực cho quý cô chú anh chị mình xem. Ở đây nhà ở rất là đông đúc. Đó, nhà ở rất đông đúc. Thì đây là số nhà của mình ha. Quý cô chú anh chị em nào có cần thì vui lòng để đến coi nhà ha. Rồi đây thì có sân phía trước của mình cũng rất rộng nè ha. Thì căn nhà mình đây, đây là bắt đầu vô phòng khách. Thì căn nhà mình có một phòng khách và một phòng ngủ và một gian bếp ở sau rất rộng nha. Đây, đây là phòng ngủ của mình. Rất rộng luôn. Dán gạch lên 1,5 m. Đây là khu gian bếp của mình ha, cũng rất rộng. Thì hai căn nhà giống nhau. Thì đây có nhà vệ sinh đồ gian bếp rất rộng luôn nè. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video. Thì đây là khu vực này, phường An Thới. Thì hai căn nhà này đang kêu bán. Đây là hai căn nhà liền kề luôn. Diện tích mặt tiền bề ngang 7, bề dài 15. Tổng diện tích là có 105m thổ cư. Quý cô chú anh chị em nào có quan tâm thì xin vui lòng. Bánh đông, bánh tai heo, bánh quê chèo, bánh hột sữa sầu riêng, bánh mía, bánh in, cơm cúng, cơm chế chảo, bánh đông thì có bán đây. Thấy lửa chưa? Cái nhà nó cũng yêu ăn. Thấy lửa chưa? Thấy lửa chưa?